Cùng iFi Channel tìm hiểu lợi ích của việc giúp đỡ người khác là gì? Giúp đỡ người khác là một hành động cao đẹp và đáng được trân trọng. Hành động này không chỉ mang lại lợi ích cho người được giúp đỡ mà còn mang lại lợi ích cho chính người giúp đỡ. Khi giúp đỡ người khác, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Điều này là do khi giúp đỡ người khác, bạn sẽ cảm thấy mình đang làm một điều tốt đẹp có ích cho xã hội. Hạnh phúc và niềm vui là những cảm xúc tích cực giúp bạn có một cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc hơn khi giúp đỡ người khác bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn về bản thân điều này là do khi giúp đỡ người khác bạn sẽ chứng minh được khả năng và giá trị của bản thân sự tự tin là một yếu tố quan trọng giúp bạn thành công trong cuộc sống giúp đỡ người khác là một cách tuyệt vời để kết nối với mọi người và xây dựng các mối quan hệ khi bạn giúp đỡ người khác bạn sẽ nhận được sự cảm kích và trân trọng từ họ điều này sẽ giúp bạn tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh giúp đỡ người khác có thể giúp cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn nghiên cứu đã chỉ ra rằng giúp đỡ người khác có thể giúp giảm căng thẳng giảm huyết áp và tăng cường hệ miễn dịch ngoài ra giúp đỡ người khác cũng có thể giúp cải thiện tâm trạng giảm nguy cơ mắc bệnh trầm cảm và lo lắng giúp đỡ người khác là một cách để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn khi bạn giúp đỡ người khác, bạn sẽ góp phần tạo ra một xã hội công bằng và nhân ái hơn. Hành động của bạn sẽ truyền cảm hứng cho những người khác cũng giúp đỡ người khác, tạo ra một vòng tròn thiện vòng. Có rất nhiều cách để giúp đỡ người khác. Bạn có thể giúp đỡ người khác bằng cách tặng quà, quyên góp cho các tổ chức từ thiện, tham gia các hoạt động tình nguyện giúp đỡ cộng đồng. Giúp đỡ những người xung quanh, chẳng hạn như giúp đỡ hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp bạn không cần phải làm những điều lớn lao để giúp đỡ người khác. Ngay cả những hành động nhỏ bé như nhường ghế cho người già, giúp đỡ người khuyết tật. Hay chỉ đơn giản là một lời động viên cũng có thể mang lại ý nghĩa cho người khác. Hãy bắt đầu giúp đỡ người khác ngay hôm nay để mang lại hạnh phúc và niềm vui cho bản thân. Cho những người xung quanh và cho xã hội. Cảm ơn các bạn đã xem. i Channel là kênh update thông tin mọi thứ 24 trên 7 vui lòng click vào nút đăng ký và nút chuông để theo dõi nhiều thông tin bổ ích hơn nữa bạn nhé